Xin chào, tôi đang ngồi đây với hai nhà kinh doanh cực kỳ thành công, Tim Sale và Robert Allen. Và tôi hỏi hai anh một điều, làm sao để tôi có thể gia tăng thu nhập trong nền kinh tế tồi tệ như hiện nay? Tôi muốn kiếm được 40.000 đến 100.000 đô la một năm trong khi có thể ở nhà với con trai Tristan của tôi. Vì tôi thật tình không muốn gửi bé đi nhà trẻ. Tôi biết có rất nhiều người có thể làm được điều này, vì vậy tôi muốn biết làm cách nào để tôi có được thu nhập tốt và có thể ở nhà chăm sóc con trai. Xin chào, tôi là Robert Allen và Team Sale cùng tôi muốn giúp Laura trả lời câu hỏi vừa rồi. Đó cũng là câu trả lời dành cho bạn nữa. Nào, không nhất thiết bạn muốn có thu nhập giống Laura. Bạn hoàn toàn có khả năng lựa chọn thu nhập mà mình muốn để sống cuộc sống của bạn, trả những hóa đơn hàng tháng, nuôi gia đình và mua sắm những thứ mà bạn muốn. Và cùng lúc đó, bạn chỉ cần làm ở nhà, giống như Laura ở nhà cùng Tristan của cô. Bạn có thể làm việc tại ngôi nhà mà bạn mơ ước. Bạn lái chiếc xe trong mơ làm bạn cảm thấy phấn khởi, đi đến những địa điểm bạn luôn khao khát, ủng hộ những quỹ từ thiện mà bạn đã muốn làm từ lâu và để lại gia tài cho những người mà bạn luôn yêu thương. Xin chào, tôi là Tim Sales. Lời khuyên của tôi dành cho Laura và cho bạn là hãy chú ý đến những lựa chọn trong cuộc sống sẽ đem lại cho bạn khả năng hoàn thành những giấc mơ của bạn. Để có được một thu nhập đáng kể, bạn cần phải sở hữu kinh doanh riêng của mình. Tôi nghĩ rằng mọi người đều đã biết rằng nếu bạn có một công việc, làm công việc cho một ai đó chỉ đem lại thu nhập đủ để sống qua ngày. Và những giấc mơ mà Robert vừa đề cập chỉ là một sự hão huyền nếu bạn chỉ trông cậy vào đồng lương, bạn cần làm điều gì đó khác đi. Vì vậy, chúng tôi muốn lượt qua những lựa chọn để bạn có thể sở hữu kinh doanh riêng. Có 4 lựa chọn chính cho bạn. Nào Robert, hãy bắt đầu với lựa chọn đầu tiên. Ok Tim, sự lựa chọn đầu tiên đó là có một chuyên môn, chẳng hạn như bác sĩ, luật sư hay kế toán. Bạn theo học một khóa tại cao đẳng hay đại học để có bằng và có thể mở một doanh nghiệp tư. Bạn đánh đổi thời gian và chuyên môn để lấy tiền của người khác, đổi từng giờ để lấy đô la. Và hãy nhớ rằng nếu bạn không đi làm ngày nào thì bạn không có tiền ngày đó. Lựa chọn thứ hai là mở một doanh nghiệp kinh doanh truyền thống. Bạn có một ý tưởng, bạn vay một khoản vốn, chuyện này không dễ. Bạn thuê vài nhân viên và bạn mày mò học cách để duy trì kinh doanh theo cách thử và sai. Mấu chốt ở đây là bạn hầu như không được hướng dẫn. Người hiểu rõ nhất về kinh doanh của bạn hóa ra lại là những đối thủ của bạn. Lựa chọn thứ ba là mở một kinh doanh nhượng quyền, chẳng hạn một tiệm thức ăn nhanh, tiệm tạp hóa hay tiệm làm đẹp. Một cơ sở nhượng quyền đòi hỏi bạn phải đóng phí nhượng quyền, trung bình khoảng 20.000 đô la cho một thương hiệu tầm trung và có thể lên đến hàng triệu đô la cho một thương hiệu nổi tiếng. Nếu bạn thích thức ăn nhanh, hãy chọn McDonald's nếu bạn có 1 triệu đô, hoặc Subway với 100.000 đô. Bạn thích cà rem ư? Hãy mua lại Cold Stone Ice Cream với 292.000 đô, hay tiệm Vitamin Store với 160.000 đô. Hay bạn thích dịch vụ dọn dẹp, tiệm Marimet chỉ tốn có 50.000 đô. Bạn trả tiền phí nhượng quyền này vì công ty mẹ đã chứng minh được khả năng sinh lời và họ sẽ huấn luyện cho bạn. Tôi đã từng tìm hiểu những thương hiệu nhượng quyền, tôi có đủ tiền để mua lại, nhưng lý do tôi chưa từng mua nhượng quyền là vì nó bó buộc tôi tại một địa điểm duy nhất. Hãy thử nghĩ mà xem có phải không? Bất kỳ một cửa tiệm nào cũng chỉ giới hạn lượng khách hàng là dân cư trong bán kính 20 phút chạy xe xung quanh khu vực đó. Bạn còn có khách hàng ở đâu được nữa? Tôi không hứng thú lắm với việc bị giới hạn về địa lý. Và ngay cả với một cửa hàng nhượng quyền, bạn vẫn gặp nhức đầu với nhân viên. Vì hầu hết là học sinh, sinh viên và lần đầu đi làm, kế hoạch này không hay lắm. Lựa chọn thứ tư là kinh doanh theo mạng. Ở đây bạn sở hữu kinh doanh của riêng mình và kế thừa một hệ thống huấn luyện bài bản như trong kinh doanh nhượng quyền vậy. Nhưng bạn không phải chi trả phí nhượng quyền đắt đỏ. Kinh doanh theo mạng là hình thức mà tôi kiếm được những triệu đô la đầu tiên. Nếu bạn nghĩ rằng tôi sẽ ca ngợi kinh doanh theo mạng là hoàn hảo thì bạn đã lầm, vì tôi sẽ nói cho bạn biết những thách thức của nó, vì tôi hiểu nó rất rõ. Thách thức thứ nhất là tìm ra một công ty với chiến lược dài hạn. Nào, đây là một vấn đề trong bất cứ ngành kinh doanh nào. Thách thức thứ hai đó là tìm ra một công ty với hệ thống đào tạo thực sự hiệu quả. Tôi sẽ nói kỹ hơn về phần này trong video huấn luyện thông minh của chuỗi video này và nó sẽ hoàn toàn hiệu quả. Thách thức thứ ba trong kinh doanh theo mạng đó là tìm kiếm khách hàng. Không có một ngành kinh doanh nào trên thế giới lại không gặp vấn đề này. Kinh doanh tóm lại là tìm kiếm khách hàng. Thách thức thứ tư là tìm ra những ứng viên tiềm năng cũng mong muốn sở hữu kinh doanh giống như bạn. Như tôi đã nói, kinh doanh theo mạng không phải hoàn hảo, nhưng tôi chấp nhận giải quyết những thách thức này so với việc phải giải quyết chi phí nhượng quyền đắt đỏ hay quản lý nhân viên hay bị giới hạn về mặt địa lý như trong kinh doanh truyền thống và kinh doanh nhượng quyền. Tôi không chỉ nói về việc bị giới hạn trong một thành phố,
bạn không hề muốn thu nhập của mình bị giới hạn trong một đồng nội tệ. Trong nền kinh tế ngày nay, việc kiếm được thu nhập từ nhiều nguồn ngoại tệ khác nhau là một điều bắt buộc. Này Robert, hãy tiếp tục và chia sẻ vài kinh nghiệm của anh đi nào. Tôi cũng vậy, tôi kiếm hàng triệu đô la đầu tiên của mình với kinh doanh theo mạng. Trước khi mà tôi tham gia thì tôi cũng đã từng vất vả với nhiều cơ sở kinh doanh truyền thống, từ nhà máy sản xuất sô-cô-la, đến shop quần áo cho trẻ em, đến nhượng quyền câu lạc bộ bóng rổ. Tôi cũng kinh doanh các buổi hội thảo, có những cơ sở có đến hơn 2.000 nhân viên. Và khi tôi phải trải qua tất cả những cái nhức đầu với kinh doanh truyền thống, từ mặt bằng đến nhân viên và thuế má, tôi sẽ không bao giờ quay đầu lại nữa. Đối với tôi thà phải giải quyết vấn đề tìm ra ứng viên muốn tham gia mạng lưới kinh doanh của tôi, còn hơn phải đau đầu với việc tuyển dụng nhân viên. Một nhân viên mà bạn biết rằng sẽ không trộm nghề từ bạn, sẽ không lấy chuyên môn và khách hàng của bạn, rồi sau đó tách ra mở kinh doanh riêng, đó là một thách thức. Phải kiếm ra một nhân viên đáng tin cậy, luôn có mặt đúng giờ và bạn có thể giao phó công việc khi bạn không có mặt. Đó là một thách thức mà tôi không muốn có chút nào. Và thậm chí bạn còn không thể sa thải họ mà không tốn kém về pháp lý. Và kinh doanh theo mạng không giống như kinh doanh nhượng quyền. Bạn không bị giới hạn về địa lý. Địa bàn hoạt động của bạn là toàn thế giới. Giống như Tim nói, tôi không nghĩ kinh doanh theo mạng là hoàn hảo. Nhưng nếu bạn để ý so sánh từng tiêu chí với những loại hình kinh doanh khác, thì kinh doanh theo mạng không còn nghi ngờ gì nữa, chính là mô hình hoàn hảo nhất. Với số vốn khởi nghiệp rất thấp, rủi ro là tối thiểu, dành cho những người bình thường, nếu bạn biết cách chọn đúng công ty, chọn đúng sản phẩm, chọn đúng hệ thống huấn luyện và chọn đúng chính sách trả thưởng. Robert và tôi có lời mời bạn cùng tham gia thành cộng sự của chúng tôi trong công ty tuyệt vời này. Chúng tôi muốn làm việc cùng bạn và bạn có toàn quyền sử dụng hệ thống kinh doanh, huấn luyện và lãnh đạo của chúng tôi để xây dựng kinh doanh của chính bạn. Chúng tôi xây dựng nên một công ty mà chưa từng ai làm được. Hãy xem những video còn lại trên trang này, bạn sẽ hiểu lý do vì sao bạn cần tham gia cùng chúng tôi.